Chào các bạn, tôi là Trần Xuân Toàn. Trong chuyên mục từ điển cây thuốc hôm nay, tôi xin giới thiệu với các bạn về cái cây lõi tiền. Cây lõi tiền thì theo cái mô tả của giáo sư Phạm Hoàng Hộ thì có hai loại cây đều gọi tên là lõi tiền. Thứ nhất là cây Stephania japonica thì cây này nó mỏng hơn, hoa thì hơi màu vàng. Còn cây Stephania longa thì cây lá nó dày hơn, gân lá nó hơi khác một chút, hoa nó màu trắng trắng. Stephania japonica, cây này hay còn được gọi là cây dây mối hay là cây thiên kim đằng. Dây leo mảnh, có lông hay ít lông, có một hoa nhỏ màu vàng, trong khi cây Stephania longa thì có hoa nhỏ màu trắng trắng, không có cọng, quả chín màu đỏ. Đây thuộc chi Stephania, thuộc họ tiết dê Manipermaceae. Cái lõi tiền là thân dây leo thường quấn quanh cây to lớn, lá dài từ 3 đến 9 cm, rộng từ 2 đến 6 cm. Mặt ngoài xanh lục, mặt sau hơi nhạt hay như có phấn. Cuống lá mọc 1/4 phía lá, 1/4 phía lá. Từ cuống tỏa ra 9-10 gân, nổ dưới mặt lá, cụm hoa ngắn, quả đỏ tươi. Cây thường phân bố ở đồng bằng thấp dưới 600 m. Ở Hà Nội rất nhiều cây này, có thể tìm thấy cây ở Ấn Độ, Lào, Thái Lan, Philippines hay là Trung Quốc. Cái thành phần hóa học của cây thì là cây có các alkaloid, thường là hasubadan. Bộ phận được dùng của cây là lá và thân cây, dùng tươi và sấy khô. Và cái tính vị cây thuốc thì dây lõi tiền có vị đắng, tính mặn, có tác dụng thanh nhiệt, lợi thấp, tiêu thủng, và thường dùng để trị các chứng tiểu tiện khó khăn, tiểu buốt, tiểu sắt, các chứng phù nề. Dây lõi tiền được dùng rất nhiều ở trong phạm vi dân gian và chữa các chứng tiểu buốt, tiểu sắt, phù nề. Có nơi dùng để chữa ho, chữa mụn nhọt. Dùng thường toàn thân để chữa tiêu hóa kém, chữa xương khớp, các bệnh ngoài da, và các trường hợp để chữa các bệnh đau bụng kinh như một số cái bài thuốc của người Dao, Ba Vì. Liều dùng thường từ 30 gram tươi hoặc sắc uống, khô với 6 đến 12 gram. Một số cái bài thuốc với cây lõi tiền, nhất là dây lõi tiền 6 gram, mã đề 6 gram, đậu đen 10 gram, mộc thông 6 gram, đổ 600 ml sắc còn 200 ml chia uống trong ngày để chữa tiểu buốt, tiểu sắt. Họ có thể dùng tươi lõi tiền 30 gram hoặc là 15 gram khô rửa sạch, cho 700 ml nước, nấu nhỏ lửa rồi uống thay trà. Liều trị liệu từ 10 ngày. Có thể dùng rễ là 10 gram khô hoặc tươi là 20 gram để sắc uống trong ngày. Dây lõi tiền cũng có thể để trị chứng chân tay sưng nhức, đau khớp. Ngoài ra, cây lõi tiền để chữa rắn cắn đến 50 gram lõi tiền, 50 gram lõi tiết dê giã nát, thêm nước rồi gạn uống để bã để đắp ngoài để trị rắn cắn. Chữa mụn nhọt tái phát, dây lõi tiền 12 gram, thêm đương quy 8 gram, cành lá ngải cứu 8 gram, đổ 600 ml nước sắc còn 300, uống trong ngày, liệu trình 5 đến 7 ngày. Hỗ trợ điều trị các bệnh chứng trĩ nhẹ. Dễ lõi tiền 30 gram, rửa sạch, cho vào 1 lít nước nấu đặc để xông ngày một lần, liều 3-5 ngày. Để chữa chân tay đau nhức do phong thấp, dây lõi tiền 6 gram, mã đề 6 gram, đậu đen 10 gram, mộc thông 6 gram, tất cả rửa sạch, đổ 600 ml nước sắc còn 200 và chia làm nhiều lần uống trong ngày. Còn một số nghiên cứu về chữa đau bụng kinh theo một số cái bài thuốc của người Dao, Ba Vì thì có tác giả Phạm Thị Tuyết Nhung của Đại học Thái Nguyên nghiên cứu về đặc điểm thực vật và tác dụng dược lý của cây lõi tiền trên cơ trơn cô lập tử cung ở động vật thực nghiệm, thì nhận thấy rằng là cái liều từ 12 đến 16 gram dược liệu khô trên ngày có tác dụng lên cơ trơn ở động vật thực nghiệm. Cho nên là cái việc áp dụng cái cây lõi tiền để chữa các đau bụng kinh phụ nữ theo cái bài thuốc của người Dao là có cơ sở khoa học của nó. Cái cây lõi tiền này
bài thuốc dân gian đơn giản. Trong việc chữa tiểu buốt tiểu dắt thì là người ta chỉ lấy khoảng 30 gram tươi, rửa sạch cho nồi nấu, sau đó nếu nữ uống thay nước trà là có thể trị được bệnh tiểu buốt tiểu dắt, tiểu không thành dòng. Có thể cô lại khoảng 300 ml nước để uống, thường nấu nhỏ lửa. Cảm ơn các bạn theo dõi video của chúng tôi.